Trong thời điểm dịch COVID-19, nhiều nhà hát lớn trên thế giới đã chọn cách tiếp cận với khán giả đa dạng hơn. Một trong số đó là biểu diễn trực tuyến trên mạng xã hội. Mới đây, nhà hát lớn Thượng Hải đã ra mắt một chương trình biểu diễn trực tuyến mới dành cho khán giả Trung Quốc với những buổi hòa nhạc quốc tế, múa ba lê và hát opera. Dự án Zero Stop hợp tác với Broadway của Mỹ và nhà hát Stream của Anh nhằm phá vỡ giới hạn của sân khấu truyền thống và thu hút khán giả theo những cách sáng tạo và đa dạng hơn. Buổi hòa nhạc solo của ngôi sao nhạc pop người Canada gốc Iran Ramin Karimloo là buổi biểu diễn đầu tiên được phát trực tuyến trên Youku, một trong những nền tảng phát trực tuyến chính của Trung Quốc, vào thứ Sáu tuần trước. Ngôi sao Ramin Karimloo, người được đề cử giải thưởng Olivier và Tony, đã thu âm buổi hòa nhạc tại nhà hát London Coliseum chống khán giả. Anh đã hát các bản hit từ một số vở nhạc kịch lâu đời nhất của vùng West End, bao gồm Bring Him Home từ vở Những Người Khốn Khổ, Music of the Night từ vở Bóng Ma Trong Nhà Hát và Till I Hear You Sing từ vở Tình Yêu Không Bao Giờ Chết. Chúng tôi chọn ngôi sao Ramin Karimloo cho buổi biểu diễn trực tuyến đầu tiên vì anh ấy là biểu tượng cho nền nhạc kịch phương Tây. Anh ấy đã đóng góp nhiều vai chính trong các vở nhạc kịch của West End. Anh ấy có thể hát rất nhiều bài hát cổ điển và có một lượng lớn người hâm mộ ở Trung Quốc. Thêm nữa, đây là lần đầu tiên video này được chiếu trực tuyến. Vì vậy, tôi tin rằng nó sẽ được công chúng đón nhận. Bên cạnh đó, dự án Zero Stop cũng phát hành một bộ phim tài liệu mang tên On Broadway với sự tham gia của James Corden, Hugh Jackman, Ian McKellen và những ngôi sao nổi tiếng khác. Bộ phim mô tả cuộc sống ngoài sân khấu của các nghệ sĩ biểu diễn Broadway, đạo diễn và thành viên đoàn kịch. Ngoài các buổi chiếu về nhạc phương Tây, bộ phim tài liệu Trung Quốc mang tên The Best of China sẽ được chiếu trực tuyến ở cả trong và ngoài nước. Bộ phim tài liệu gồm 8 phần được đầu tư dàn dựng công phu, giới thiệu văn hóa nghệ thuật Trung Quốc với khán giả quốc tế thông qua nhiều phương tiện khác nhau, bao gồm kinh kịch, kịch múa và âm nhạc. Vì phim tài liệu sẽ được chiếu ở nước ngoài nên chúng tôi đã cố gắng làm nhiều thứ để người nước ngoài dễ tiếp cận hơn. Ví dụ, khi chúng tôi quay phần với ca sĩ Chung Jun Long, những câu hỏi chúng tôi đặt ra trong phim phần lớn được thu thập từ khán giả phương Tây. Chúng tôi cũng đã mời một đạo diễn từng đoạt giải Oscar để giúp chúng tôi quay phim. Vì vậy, đây hoàn toàn là một sự hợp tác quốc tế. Các chương trình khác đang được chiếu trực tuyến bao gồm Người Đẹp Ngủ Trong Rừng và Giselle và vở opera The Lady of the Camellias